Chất lượng chính là sự sống còn trong triết lý kinh doanh của chúng tôi. Sứ mệnh của công ty chúng tôi là đem đến cho khách hàng những không gian và giải pháp hoàn hảo, đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng ở mức cao nhất. Khách hàng biết tới nội thất Anh Vũ qua hai mảng, đấy là thiết kế và thi công nội thất. Đặc biệt là thi công nội thất Anh Vũ chúng tôi với thế mạnh về những sản phẩm về gỗ tự nhiên, đặc biệt là gỗ óc chó. Thế mạnh của nội thất Anh Vũ đó là sản phẩm là được may đo một cách chi tiết chứ không phải làm một cách là đồng loạt. Bắt đầu là từ bản vẽ, là phòng thiết kế đã theo sát khách hàng và sau đó là đến giai đoạn sản xuất. Hầu như các bác thợ ở công ty nội thất Anh Vũ thì đã có tuổi nghề từ 10 năm trở lên rồi. Quy mô xưởng sản xuất của chúng tôi trên 3.000 m2 và hệ thống máy móc được nhập khẩu từ Ý, Nhật Bản, Đài Loan. Chúng tôi tự tin những sản phẩm được sản xuất từ gỗ tự nhiên nhập khẩu và gỗ công nghiệp MFC, Laminate, HDF. Chúng tôi sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt nhất miền Bắc. Để tạo ra được một sản phẩm có thẩm mỹ tốt, chất lượng cao thì việc lựa chọn vân gỗ là vô cùng quan trọng. Chúng tôi lựa chọn những thanh gỗ đồng vân, đồng màu và đồng dạng cho cùng một sản phẩm. Sơn chúng tôi sử dụng là sơn Inchem nhập khẩu ở Mỹ. Sản phẩm sơn này có ưu điểm là bề mặt của sản phẩm rất tốt, độ bền cao và thân thiện với môi trường. Khi mà nội thất Anh Vũ lắp đặt xong ấy thì hầu như các khách hàng của mình đều có một cái cảm giác hoa rất là tuyệt vời. Tại sao cái không gian của mình nó lại đẹp như vậy? Với chúng tôi, thiết kế và thi công nội thất không chỉ là sự sắp đặt mang tính đầy đủ, tiện nghi hay vật chất. Hơn thế nữa, chúng tôi cởi hồn và không gian sống để từ phút giây bạn và gia đình tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.